Hello mọi người, lại chào đây. Tôi lộn mất voi. Xin chào, lại là Minh đây. Hôm nay rảnh lộn đi vào rừng nè. Sau hơn một tuần bàn bạc với nhau ấy, thì chúng tôi quyết định là sẽ đi cắm trại ở Ninh Bình. Bọn tôi cắm trại trong một khu rừng kiểu rất là nguyên sơ con mẹ luôn ấy, chưa được khai thác luôn ấy. Và kiểu hôm đó xem thời tiết trời nó rất là nắng, nhưng đến bữa mà chúng tôi đi thì đúng là cứ gọi là trời nó rất là đẹp như là bài. A few moments later. Vlog lần này sẽ có đôi chút đặc biệt hơn. Thì đầu tiên đó là vlog đầu tiên của năm 2024. Và cái điều thứ hai ấy là tôi sẽ lồng một chút podcast hay là những quan điểm của tớ, những cái góc nhìn của tớ, những sự trải nghiệm của tớ trong cuộc sống. Thực ra cái kế hoạch ban đầu của tớ sẽ là một clip podcast cơ. Nhưng mà tớ nghĩ là tớ sẽ rất là lười, hoặc là cái khả năng của tớ không được đến như vậy ấy. Nên là tớ sẽ quyết định là gộp hai cái đó lại trong cái vlog này, để xem là mọi người có đón nhận nó hay không. Hours later. Cái góc nhìn, cái chủ đề mà tớ muốn nói hôm nay ấy, đó chính là sống cho hết đời thanh xuân. Tớ nghĩ rằng đây là một cái chủ đề mà không chỉ mình tớ, mà còn có rất là nhiều các bạn trẻ hiện Z bây giờ quan tâm. Và ấy, vậy thế nào là sống hết đời thanh xuân? Thì đầu tiên thì cái câu nói này tớ nghĩ là không còn xa lạ với những ai mà hâm mộ với cái band Bạn Có Tài Mà. Và tớ là một trong số đó. Đơn giản bởi vì giai điệu, câu từ, ý nghĩa, nó luôn luôn tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một cuộc sống khó khăn khắc nghiệt, cách để ta có thể enjoy, trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nhất. Trước khi tuổi trẻ này đông lối thì ta phải biết được bản thân mình là ai. Hay cho đến khi mà mình nhắm mắt ấy, thì bạn có hối tiếc những điều gì mình đã làm, chưa làm? Đầu tiên phải trải nghiệm tận hưởng ấy. Sống cho hết đời thanh xuân đồng nghĩa với việc là bạn tận hưởng mọi khoảnh khắc, mọi trải nghiệm đã xảy ra. Điều này bao gồm với thử nghiệm, khám phá và không ngần ngại đối diện với mọi thách thức mà bạn gặp phải. Mình biết là có những bạn thật sự lao mình ra thế giới rộng lớn kia. Họ thèm khát trải nghiệm và tận hưởng những cảm xúc mới, những hương vị mới, những góc nhìn mới. Mình cũng không phải là một ngoại lệ. Ta còn trẻ, thứ mà ta thiếu là tiền, và thứ ta thừa lại là thời gian và năng lượng. Tôi nói thế thôi chứ ở đây chắc cũng mình tôi thiếu tiền rồi. Nói chung là tùy ở tài chính mà ta sẽ chọn cho bản thân mình những loại trải nghiệm khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta có những chuyến du lịch xa xôi, nghỉ dưỡng ở những nơi có dịch vụ chăm sóc tận tình. Còn ít tiền thì có những chuyến đi vượt, đi camping. Nhưng mà cái cốt lõi ấy là dù ít hay nhiều tiền ấy, thì ta vẫn nhận được những trải nghiệm, những nơi mới, những làn gió mới, những hương vị của những món ăn mới, cuộc sống của con người ở nơi đó. Cái điều thứ hai mà mình muốn nói đấy chính là tự chủ và tự do. Vậy thì hãy sống theo cách bạn muốn, không bị ràng buộc bởi quy tắc của xã hội hay những áp lực từ người khác. Có lẽ đây là điều mà đã kìm hãm chúng ta nhiều nhất. Để mà nói về vấn đề này ấy, thì thật sự là nó có rất là nhiều chủ đề mà thảo luận luôn. Từ việc cách sống, cách thể hiện cá tính, thời trang, vân vân và mây mây. Hay chỉ đơn giản là giới tính thật sự của bạn là gì. Mình biết là cho đến tận năm 2024 ấy, khi mà thế giới đã cởi mở và tiếp nhận cộng đồng con người mới, thì từ đâu đó ấy, nó vẫn có những quan điểm và tư duy rất là cổ hủ về giới tính, khiến cho bản thân của con người nơi đó khép kín, khép mình lại. Đối với trải nghiệm của mình ấy, thì chắc chắn là về việc mình thể hiện cá tính và thời trang của bản thân mình. Mình là một đứa rất là cá tính và có gu thời trang gọi là nó khá là slay và bánh cuốn. Nhưng mà cái môi trường sống cũ của mình thì lại không như vậy.
hay là thật sự là thất vọng hơn ấy, khi mà chính gia đình của mình, người thân của mình lại không chấp nhận và ủng hộ cái gu thời trang và phong cách của mình. Họ coi đó là thứ lố lăng hay là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, hoặc đơn giản là chỉ là xấu ấy. Và thật may ấy, là cái cá tính của mình nó mạnh mẽ vô cùng luôn, khiến cho cái bản thân mình không quan tâm bất cứ lời bàn tán hay phán xét của mọi người. Mình chỉ biết là mình chỉ sống một lần trong đời, và mình phải sống là chính mình. Nói đến đây thì chắc hẳn là nhiều bạn đã cảm thấy bản thân các bạn trong chính câu chuyện của mình. Tốt đấy, vì các bạn dám đứng lên và đối diện với mọi định kiến của xã hội và sống như bản thân mình nhiều hơn. Còn những bạn mà chưa dám ấy thì nghe đến đây à, mong các bạn hãy hít một hơi thật là sâu, lấy hết can đảm để đứng lên và đối mặt với điều đó. Tôi nghĩ rằng là trải nghiệm rất quan trọng, thực tế rất quan trọng. Nếu như bạn không có một chút cô đơn nào đấy trong cuộc đời mình thì bạn cũng không biết bảo vệ hạnh phúc khi mà bạn đang có hạnh phúc. Nếu như bạn chưa từng khổ, bạn chưa từng nghèo, có khi đấy lại là một cái khổ. Điều thứ ba, trân trọng và học hỏi. Sống cho hết đời lần xuân cũng là để chúng ta trân trọng những gì mình đang có và học hỏi từ mọi trải nghiệm. Có người từng nói với mình ấy, trải nghiệm nó không nhất thiết phải là đi đâu đó tận hưởng cái gì đó nó mới là trải nghiệm. Bạn ở trong một cuộc tình cũng là một trải nghiệm. Bạn học một bài học mới cũng là một trải nghiệm. Hay là bất cứ thứ gì xảy ra trong cuộc sống của bạn, đó đều là mọi trải nghiệm. Vậy thì đừng lãng phí thời gian và cơ hội. Bạn có biết được thời gian sống của bạn là bao nhiêu không? Không ai biết điều này cả. Khi mà bạn còn sống ấy, thì bạn hãy trân trọng những gì mà bạn có. Vậy bạn có gì? Bạn có gia đình, bố mẹ, anh chị em, hay xa hơn nữa là ông bà, cô dì, chú bác. Đối với bản thân của mình ấy, thì mình luôn biết ơn vì được sinh ra trong một gia đình, dù bên nội hay ngoại, thì mọi người đều yêu thương nhau. Tuy là hoàn cảnh sống và các bậc trong xã hội khác nhau, cách đối xử khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều yêu thương mình. Mình rất là trân trọng điều đó. Tiếp theo thì bạn bè. Phải là những người bạn thật sự nha, không phải là bè. Những người mà thật sự lắng nghe và bên cạnh bạn khi mà bạn cần. Dù biết ấy, là càng lớn ấy, thì mọi người sẽ có những cuộc sống riêng của bản thân. Nhưng chỉ còn là ta vẫn nghĩ đến nhau ấy, thì ta mãi là những chú chó trên ô tô. Bạn có gì nữa? Có người yêu, người luôn ở bên cạnh bạn, cho bạn thật nhiều tình yêu. Mentor, những người dẫn dắt chỉ lối cho bạn đi đến đích một cách dễ dàng hơn. Những người hàng xóm tốt bụng, những con người xa lạ thân thiện, vân vân, bla bla bla. Đến đây thì nếu bạn không có được tất cả thì chỉ ít ấy, bạn hãy biết rằng là bạn không một mình. Vì là tôi biết là người kia thật sự rất là khó khăn. Có những người thật sự không có ai bên cạnh và họ phải đối mặt với một cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt và cô đơn. Chúc cho những người đó tìm được những người yêu thương và quan tâm đến họ. Học hỏi là cần thiết để ta cải thiện tư duy, mindset của bản thân. Điều này khiến bạn có giá trị hơn trong mắt mọi người xung quanh, và thậm chí là giúp ích cho xã hội. Hãy cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân. Vì có một điều mình luôn tâm niệm, đó là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bạn biết pro, bạn sẽ gặp được những con người xịn sò như bạn. Tự thể hiện và tự ánh sáng. Sống cho hết đời thanh xuân đồng nghĩa với việc thể hiện bản thân, không sợ đánh mất danh dự và tự tin trong quá trình phát triển. Mỗi con người khi sinh ra đều mang trong mình một nhiễm sắc thể riêng biệt, màu sắc, cá tính khác nhau, khiến cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Như một ngôi sao sáng thể hiện trên màn trời đêm, sáng như nào, đi bao xa, đó là tùy thuộc vào sự thể hiện của mỗi người. Hãy nhớ rằng, quan điểm sống là một phần của bản thân, và mỗi người có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Cuộc sống lại cứ dài dầm, ta sống thật sự hiện đại, chẳng muốn mình đi cùng nhau mà trên
Vlog của mình chắc là sẽ dừng ở đây thôi, bởi vì bọn mình đi cắm trại sâu trong rừng mà, làm gì có điện, làm gì có wifi. Thế nên là đến cái đoạn cảnh này là đã hết mất pin rồi. Nên là hẹn gặp lại các bạn vào những vlog tiếp theo. Nếu như các bạn cảm thấy hay thì hãy like, subscribe, ủng hộ cho mình để mình có những động lực để làm video tiếp theo nhé. Bye bye.